Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Chuyên gia quân sự Valery Ryabik, tổng biên tập trang Defense Express cho rằng Ukraine sẽ tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga không chỉ với UAV mà cả tên lửa. Ông Ryabik giải thích, Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Điều này được thể hiện thông qua các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine và các radar ở Nga nếu máy bay không người lái của Ukraine đã có thể bay được tới khoảng cách rất xa vào lãnh thổ Nga. Điều này cho thấy các tuyến đường đang được Kiev nghiên cứu rất nghiêm túc. Rõ ràng máy bay không người lái của Ukraine đang quét lãnh thổ Nga để phát hiện các hệ thống phòng không trong các chuyến bay của chúng ở khoảng cách xa như vậy. Trước đó, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công radar cảnh báo sớm Voronezh M của Nga gần thành phố Osk, vùng Orenburg ở khoảng cách kỷ lục. Thành phố Osk nằm cách khu vực gần nhất của lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.500 km. Chuyên gia Ryabik cũng cho hay các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga sẽ gia tăng. Chuyên gia nói thêm, cuộc tấn công vào hệ thống radar của Nga ở Osk có thể là nhằm thử nghiệm. Khi Ukraine có tên lửa tầm xa, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Chúng tôi có thể sử dụng các tên lửa do đối tác cung cấp hoặc các tên lửa trong nước. Trước đó, theo Business Insider, các nước NATO đã tăng tốc trang bị thêm cho Ukraine các tên lửa tầm xa có độ chính xác cao để Ukraine có thể sử dụng tấn công các sân bay, trụ sở hải quân, cầu đường và các mục tiêu có giá trị cao khác của Nga. Những tên lửa do phương Tây cung cấp giúp Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể và tấn công sâu hơn vào phía sau phòng tuyến của Nga. Các cựu sĩ quan quân đội Mỹ nói với Business Insider rằng các tên lửa tầm xa có thể giúp Kiev tập kích các mục tiêu quan trọng với hoạt động tác chiến của Nga, đồng thời khiến các lực lượng chiến đấu và hỗ trợ của Moscow không còn nơi nào để ẩn náu. Ukraine đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dồn dập của Nga trong thời gian qua nhưng những vũ khí tầm xa có thể giúp cản trở những nỗ lực của Moscow. Cũng trong diễn biến liên quan, cố vấn bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược Ukraine cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. cố vấn bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược Ukraine Irysak nói: Vương quốc Anh đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow và chúng tôi đã sử dụng chúng. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Kyiv có quyền tấn công Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp trả lời phỏng vấn bloomberg tv khi được hỏi liệu lực lượng ukraine có ý định sử dụng vũ khí nước ngoài để chống lại mục tiêu ở xa chiến tuyến trong cuộc xung đột nga ukraine hay không ông irishak nói rằng điều này đã xảy ra hiện nay việc có thể dùng vũ khí phương tây để trả đũa trở thành vấn đề cấp bách hơn với ukraine khi nga tăng cường lực lượng ở biên giới có thể để chuẩn bị cho một đợt tấn công khác sau khakov ukraine đã buộc phải chuyển hàng nghìn binh sĩ đến khu vực phía đông bắc của tiền tuyến để chống lại cuộc tấn công của quân đội Nga, khiến hệ thống phòng thủ của họ bị lộ ở những nơi khác. Theo Telegraph, cuộc xung đột đang đến thời điểm quan trọng, khi một lần nữa mối quan tâm của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine có nguy cơ suy yếu. Tổng thống Zelensky dường như nhận thức được rằng thời gian của Ukraine không còn nhiều. Tuần trước, Reuters đưa tin các nguồn tin Nga khẳng định rằng bản thân ông Putin đã sẵn sàng chấp nhận ý tưởng ngừng bắn khi được hỏi về những tuyên bố này, ông Putin cũng đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán miễn là chúng dựa trên thực tế. Nói cách khác, ông Putin sẽ vui lòng dừng giao tranh miễn là ông có thể giữ được lãnh thổ mà quân đội Nga đã chiếm đóng. Tờ Telegraph của Anh cũng bình luận, ông Putin biết rằng hiện tại ông đang nắm giữ lợi thế. Việc lách các biện pháp trừng phạt và tăng cường quan hệ với những nước như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đã cho phép Nga chuyển nền kinh tế của mình sang trạng thái giao tranh. Trong khi quân đội Ukraine buộc phải chờ viện trợ, và vũ khí của phương Tây nhỏ giọt vào thì nga lại đang bắt kịp khả năng sản xuất loại đạn dược sánh ngang với công nghệ phương Tây của Ukraine về chất lượng và bỏ xa về số lượng. trong khi Ukraine sẽ sớm có những tân binh mới trong lực lượng vũ trang nhờ luật mới được thông qua vào tháng trước mở rộng độ tuổi nhập ngũ thì sự chênh lệch về số lượng đang bắt đầu bộc lộ. dân số nga sấp xỉ 3,5 lần dân số Ukraine và Putin chắc chắn không hề e ngại khi đưa những người trẻ tuổi vào máy xay thịt. Thực tế phụ phàng là Ukraine có nguy cơ cạn kiệt quân lực để chiến đấu. Cùng với vấn đề viện trợ chậm trễ, các tướng lĩnh của ông Putin nhìn thấy điểm yếu và nắm lấy cơ hội. Liên quan đến quá trình đàm phán hòa bình, cả Nga và Ukraine đều tin rằng việc đạt được thỏa thuận chấp nhận được là điều không thể. Mỗi bên đều lo sợ bên còn lại sẽ không thỏa hiệp hoặc sẽ sử dụng bất kỳ khoảng thời gian tạm dừng nào để nghỉ ngơi và tái trang bị cho vòng giao tranh tiếp theo. Ngay cả khi không thể đạt được thỏa thuận, vào lúc này tất cả các bên cũng nên thực hiện các biện pháp để mang lại khả năng đàm phán trong tương lai giữa một cuộc xung đột khó mà biết được liệu đối phương có thực sự sẵn sàng chấm dứt giao tranh hay không hay chỉ giả vờ đàm phán hòa bình để đẩy mạnh mục tiêu giao tranh việc nhận biết ý định của đối phương gần như không khả thi nếu không có đối thoại vì vậy cần mở các kênh đối thoại để tranh thủ theo đuổi hòa bình khi cơ hội đến đã đến lúc xây dựng những kênh đối thoại này đối với ukraine và các đối tác phương tây điều này có nghĩa là bàn về đàm phán hoặc biến ngoại giao xung đột giải quyết xung đột bằng ngoại giao thành chủ đề chính trong các tương tác song phương và đa phương tất cả các bên cần phát các tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng đàm phán điều này sẽ đòi hỏi các bên tham chiến và đồng minh của họ phải thực hiện các bước đơn phương nhằm truyền đạt ý định của mình đến bên còn lại những tín hiệu như vậy có thể bao gồm sự thay đổi trong diễn ngôn cũng như bổ nhiệm các đặc phái viên phụ trách đàm phán hạn chế tấn công sâu rộng và trao đổi tù binh nếu không bên nào khởi động quá trình này, các bên tham chiến có thể vẫn sẽ bị mắc kẹt như hiện nay, chiến đấu quyết liệt trên từng tấc đất lãnh thổ với cái giá khủng khiếp phải trả là sinh mạng con người và sự ổn định khu vực trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến việc thực hiện bước đầu tiên hướng đến đàm phán trở nên khó khăn, có thể mỗi bên đều đúng về mục tiêu tối đa hóa lợi ích của bên còn lại. Trong trường hợp không có kênh đối thoại, bất kỳ giả định nào có thể mỗi bên đều đúng về mục đích tối đa hóa lợi ích của bên còn lại. Trong trường hợp không có kênh đối thoại, bất kỳ giả định nào về ý đồ thực sự của đối phương đều chỉ là giả định chưa được kiểm chứng. Việc không kiểm chứng giả định sẽ dẫn đến cái giá phải trả rất lớn. Trung đoàn Kraken, một đơn vị đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, mỗi ngày qua đi là một cuộc tấn công khác. Những người bảo vệ Chachovia không cho đối phương có cơ hội tấn công. Theo Trung đoàn Kraken, khi đối mặt với sự tấn công của lực lượng này, phía Nga đã chịu nhiều tổn thất như mất các xe bọc thép, xe tăng T-72B3 và T-90M cùng nhân lực. Cụ thể, đoàn xe của Nga bị pháo binh Ukraine cản đường và tấn công trong rừng. Militani dẫn lời trung đoàn Kraken nói về trận chiến. Nga điều một đội quân thiết giáp tới, pháo binh đang hoạt động, chúng tôi loại bỏ các tổ lái và binh sĩ đối phương trong bụi rậm. Đoạn video được công bố ghi lại cảnh một chiếc BMD 4M của Nga bị quân đội Ukraine phá hủy. Phương tiện này được lực lượng đổ bộ đường không Nga sử dụng. Xe chiến đấu BMD-4M là phiên bản cải tiến của BMD-4. Dù BMD-4M được bọc thép nhẹ, nhưng lại trang bị vũ khí hàng nặng như pháo cỡ nặng 100mm và pháo tự động đồng trục cỡ nặng 30mm. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Mỹ cho hay, quân đội Nga đã tấn công vào thị trấn chiến lược Chashovya ở phía đông và phía tây bắc Adipka. Moscow cũng tiến hành các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn vào phía tây nam thành phố Donetsk và làng Staromayoskoye. Theo ISVK, Nga không đạt được thành quả đáng kể, nhưng họ hy vọng có thể kiểm tra khả năng phản ứng của Ukraine sau đợt tấn công đầu tiên vào phía đông bắc nước này. Các lực lượng của Nga đã mở một mặt trận mới vào Kharkov ở đông bắc vào đầu tháng này, nhanh chóng giành được các vùng lãnh thổ gần biên giới. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của Kiev đã thiết lập quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới, nơi quân đội Nga tiến vào Kharkov và điều này dường như trái với những báo cáo từ các quan chức Nga. Ngay từ đầu, các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây nhận định, bất chấp cuộc tấn công mới ở phía Đông Bắc, giao tranh vẫn bùng phát ở phía Đông đất nước, nơi Nga tập trung phần lớn nguồn lực của mình trong hơn 2 năm xung đột. Quân đội Ukraine đã nhiều lần thông báo về các cuộc giao tranh ác liệt nhất ở phía Đông Pokrovsk, một thành phố thuộc Donetsk, nằm ở Tây Bắc Adipka, thành trì chiến lược của Ukraine mà Nga kiểm soát từ tháng 2 năm 2024. Các quan chức Kiev cho biết Moscow muốn buộc Ukraine chuyển nguồn lực khan hiếm từ khu vực Donetsk ở phía đông sang Kharkov. Giới phân tích cho rằng, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov để tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi viện trợ quân sự của Mỹ bắt đầu tăng cường cho quân đội Ukraine. Nga có thể đang thử xem liệu các cơ hội khai thác có tồn tại dọc chiến tuyến xuyên qua Donetsk hay không. ISVK cho biết, Nga tiến lên một chút gần Staromeoskoye và Tây Bắc Adipka, nhưng không ghi nhận thành quả nào của Moscow gần Chachovya hay Novomikhailovka ở tây nam thành phố Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trong một cập nhật trận địa rằng Nga đã tấn công dữ dội, bao gồm cả các cuộc không kích về phía tây bắc Adipka. Kyiv cho biết Moscow đã thành công một phần trong một số khu vực, song không nêu cụ thể. Bộ quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng của nước này đã cải thiện các vị trí ở tây bắc Adygea. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA Novosti, ông Lavrov cho biết nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất, Nga sẽ không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo ông Lavrov, việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất của Mỹ ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo ra thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Nga. Tháng 4 vừa qua, chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương Charles Flynn tuyên bố Mỹ có thể triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong thời gian tới. Để đáp lại, vào đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga đang tăng cường phát triển và bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời một lần nữa cảnh báo rằng nếu các hệ thống như vậy của Mỹ xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt để triển khai các loại tên lửa này. Mỹ trước đây không được triển khai như vậy theo hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. INF với Nga. Tuy nhiên, Mỹ đã chính thức rút khỏi INF vào năm 2019 sau khi cho rằng Moscow vi phạm hiệp ước này cáo buộc mà Điện Kremlin đã bác bỏ. Được ký kết năm 1987 bởi các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô là Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev, Hiệp ước INF cấm hai nước phát triển và vận hành các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Trong diễn biến khác, chuyên gia Dmitry Suslov, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng có trụ sở ở Moscow, mới đây cho rằng Nga nên xem xét thực hiện một vụ nổ hạt nhân để ngăn việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đề xuất của chuyên gia này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 5 cảnh báo phương Tây rằng các nước thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga điều mà ông Putin cho rằng có thể dẫn tới xung đột toàn cầu. Từ khi mở kế hoạch quân sự ở Ukraine, các lãnh đạo và quan chức Nga nhiều lần dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây và đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật sang quốc gia đồng minh Belarus. Theo một ước tính, Nga sở hữu khoảng 1.710 đầu đạn hạt nhân được triển khai cho 3 lực lượng chiến lược, bao gồm 326 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSBN và 192 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, 58 máy bay ném bom chiến lược. Mỹ có khoảng 1.770 đầu đạn hạt nhân được triển khai. Các lực lượng của Nga đang không ngừng tìm cách thích nghi trên chiến trường Ukraine và tiếp tục đã được thành quả về lãnh thổ, dọc mặt trận miền Đông, trong khi gói viện trợ mới của Mỹ vẫn chưa tới được Kiev trên tài khoản Telegram của mình, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Zhitsky đã đưa ra những đánh giá không mấy tích cực khi cho rằng tình hình ngày càng tồi tệ hơn và quân đội nước này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công trên tiền tuyến. Trong khi đó, quân đội Nga không ngừng tìm cách thích nghi trên chiến trường Ukraine. Nga vẫn tấn công toàn diện, tiêu hao sức mạnh của đối phương. Ngược lại, quân đội Ukraine đang khẩn trương triển khai lực lượng dự bị, kiên cường chống trả. Thay đổi lớn nhất của cả hai bên những ngày qua vẫn là ở chiến trường Kharkov. Nhưng điều thu hút sự chú ý của toàn thế giới không phải là hướng tiến công vào thành phố Vodchansk mà là mặt trận Kubiansk. Theo các chuyên gia, phía Nga thực hiện các cuộc tấn công liên tục quy mô nhỏ kéo dài trên tiền tuyến dài hàng nghìn km, được gọi là chiến thuật nghìn vết cắt. Mục tiêu của chiến thuật này là không chỉ kiểm soát các thành phố và vùng lãnh thổ, cũng như chiếm giữ các ngôi làng mà còn nhằm loại bỏ hữu hiệu binh lực đối phương. Trước chiến thuật nghìn vết cắt của Nga, quân đội Ukraine đã triển khai các biện pháp đối phó như phân tán lực lượng, sử dụng rộng rãi mìn để phòng thủ thứ ba là chiến thuật phản công. Các nước châu Âu đang theo dõi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem liệu họ có thể chiến đấu hết mình như quân đội Ukraine nếu ở tình huống giống như thế. Khoảng 2 tuần nữa, một hội nghị hòa bình Ukraine sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tìm kiếm giải pháp thiết lập một nền hòa bình tại Ukraine. Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Nga bất ngờ đưa ra quan điểm của Nga về việc tổ chức hội nghị quốc tế này, hé lộ việc Nga có thể tham gia vào những giai đoạn tiếp theo của sự kiện. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các thỏa thuận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng. Theo Ngoại trưởng Nga, điều quan trọng trước hết là cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đảm bảo lợi ích chính đáng của tất cả các bên. Về ý tưởng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế kịp thời để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của cả Nga và Ukraine, cũng như thảo luận về tất cả các sáng kiến hòa bình sẵn có, chúng tôi coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện giải quyết xung đột. Theo giới quan sát, trong một cuộc xung đột, điều quan trọng là hai bên xung đột phải ngồi lại với nhau và thống nhất ý chí tìm kiếm điểm chung. Các bên liên quan chỉ có vai trò tạo điều kiện cho các bên tiến lại gần nhau hơn, một cách nhanh nhất có thể. Tên lửa siêu vượt âm Kinza là loại vũ khí mạnh bậc nhất mà Nga đang có, xét về tốc độ bay lớn, gấp 10 lần vận tốc âm thanh trở lên, tức là trên 12.340 km h Tên lửa Kinza để lại ít dấu vết trên radar và đường bay khó đoán, do đó khó có thể bị đánh chặn. Loại tên lửa này được thiết kế để nhắm vào các mục tiêu trên bộ và trên biển. Mới đây, Kênh Military Summary đưa tin, trong ngày thứ hai liên tiếp, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine. Các tên lửa siêu vượt âm Kinza OA tấn công vào sân bay ở Starokostyantinov. Không biết chắc chắn liệu có tiêm kích F-16 ở căn cứ này hay không, nhưng có thể thấy rõ ràng là Nga đang săn lùng chúng. Trước đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 12 tên lửa hành trình Kh-101-555 hai quả đạn siêu vượt âm Kh-47M2 Kinza và 31 máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Shahed-136/131 nhằm vào nước này. Truyền thông Ukraine sau đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokostyantinov ở tỉnh Khmelnytskyi miền tây nước này. Video đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy hỏa lực phòng không Ukraine khai hỏa dữ dội cùng vụ nổ trên bầu trời khu vực Starokostyantinov. Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng nằm vùng tại Ukraine nói rằng đòn tấn công nhằm vào sân bay quân sự Starokostiantinov vì đây là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Sân bay Starokostiantinov từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine. Đây cũng là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24, trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow, Scarp eg do Anh và Pháp viện trợ. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khiến Moscow chưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow, Scarp eg buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine. Vừa qua, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công khác bằng tên lửa Kinza siêu thanh vào khu huấn luyện Javorovsky ở vùng Lviv. Tại khu huấn luyện Javorovsky, binh sĩ Ukraine được huấn luyện về chiến thuật, kỹ thuật và y tế, cũng như học cách vận hành thiết bị quân sự. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraine, đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao và tính chuyên nghiệp của binh sĩ Ukraine. Khu huấn luyện Javorovsky cũng được sử dụng làm một trong những trung tâm hậu cần quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược do phương Tây cung cấp tới các khu vực phía đông Ukraine. Điều này khiến nó trở thành mục tiêu quan trọng đối với Nga. Cuộc tấn công lớn nhằm vào khu huấn luyện Javorovsky cho thấy Nga đang tiếp tục mục tiêu làm suy yếu lực lượng vũ trang Ukraine và suy yếu khả năng huấn luyện cũng như hậu cần của họ. Các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm mục đích gây bất ổn và phá hủy khả năng quân sự của đối phương. Việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinza cũng nhấn mạnh sự quyết tâm của Nga. Những tên lửa này có độ chính xác cao và tốc độ nhanh khiến chúng gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không hiện đại. Theo tuyên bố vào hôm 25 tháng 5, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được những tiến bộ trong đề xuất của Mỹ về việc hình thành một khoản cho Ukraine vay trị giá tới 50 tỷ đô la Mỹ dựa trên tiền lãi do tài sản của Nga tạo ra. Tuy nhiên, các quốc gia như Pháp và Đức vẫn lo ngại. Hai quốc gia này cho rằng người nộp thuế của họ sẽ gặp khó khăn nếu Kiev không thể trả lại số tiền đó khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này kết thúc. Bộ trưởng Bộ Tài chính Italia Giancarlo Giogetti người chủ trì cuộc họp này dưới nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Italia cho biết có những vấn đề nghiêm trọng về mặt kỹ thuật và pháp lý. Các tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng ở châu Âu ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, chúng đã được đầu tư và thu lãi. Sau nhiều tháng bất đồng, Mỹ đã thu hẹp kế hoạch ban đầu là tịch thu toàn bộ tài sản và thay vào đó sử dụng tiền lãi để làm đòn bẩy cho khoản vay này phía Liên minh châu Âu EU có nhiều lợi thế hơn trong kế hoạch này vì khối này nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Moscow, trong khi các ngân hàng Mỹ chỉ giữ một lượng tiền không đáng kể. Sau nhiều tháng bất đồng, các bộ trưởng tài chính tập trung tại Italia đã cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất, nhưng các dạn nứt đã xuất hiện khi các nước EU chỉ thể hiện sự ủng hộ thờ ơ đối với kế hoạch này. Các nhà ngoại giao phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn để giải quyết những khác biệt này trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Italia vào trung tuần tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina, Saki Matchenko, người tham dự cuộc họp G7 cho biết, Kyiv có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ông mô tả kế hoạch do Washington dẫn đầu là một bước đi đúng hướng, tuy nhiên ông ủng hộ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Moscow. Trong khi đó, châu Âu lo ngại rằng việc đồng ý với đề xuất của Mỹ sẽ mang lại chiến thắng cho Washington, trong khi cuối cùng họ sẽ là những người phải trả giá. Có những lo ngại liên quan rằng người nộp thuế ở châu Âu sẽ phải tự bỏ tiền nếu các khoản nợ của Ukraine bị trì hoãn theo một thỏa thuận hòa bình. Các thành viên EU của G7 là Đức, Pháp và Italia cũng nhấn mạnh Mỹ phải trả phần của mình nếu các khoản thanh toán lãi thay đổi giữa chừng hoặc nếu Ukraine không thể trả nợ trong những năm tới. 27 nước EU đã ký kế hoạch sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu, khoảng 3 tỷ euro để mua vũ khí cho Ukraine, bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Yếu tố gây căng thẳng nữa là Washington muốn chuyển khoản vay tiềm năng trực tiếp cho Ukraine. Thay vào đó, các quan chức EU đề nghị cung cấp tiền cho Kiev thông qua quỹ dành riêng cho nước này vì hầu hết tài sản của Nga bị tịch thu ở châu Âu. Ngoài ra, hai quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại rằng các nước EU có thiện cảm với Nga như Hungary có thể phản đối bất cứ điều gì gần với kế hoạch của Mỹ. Chỉ một chính phủ duy nhất cũng có thể ngăn chặn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Điều này sẽ tạo thêm bất ổn cho hành trình bơm thêm viện trợ cho Ukraine. Gần đây nhất, Hungary đã ra tín hiệu phản đối việc mua vũ khí cho Kiev theo kế hoạch hạn chế hơn do EU dẫn đầu về tài sản bị phong tỏa. Đây là dấu hiệu cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu đề xuất của Mỹ được thông qua.